Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi sẽ không loại ra ngoài, vì tôi từ trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ người đã ban cho tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Kính thưa quý ông bà chị em, chúng ta vừa bước vào tháng 11 và giáo hội dành riêng để cầu nguyện cho các linh hồn là các tín hữu đã qua đời và cũng là một thành phần trong hội thánh. Mầu nhiệm hội thánh cùng thông công, thành phần thứ nhất đó là hội thánh vinh quang, bao gồm các thánh đang được hưởng vinh quang Thiên Chúa mà chúng ta vừa mới kính trọng thể vào ngày hôm qua. Và thành phần thứ hai đó là hội thánh chiến đấu hay là hội thánh lữ hành, là tất cả chúng ta, những người đang sống trên trần gian và chúng ta đang phải chiến đấu với tội lỗi để được hưởng sự sống của Chúa Kitô. Và thành phần thứ ba là hội thánh đau khổ, là các linh hồn đang phải chịu đau khổ vì những tội lỗi mình đã phạm đối với Thiên Chúa cũng như đối với người khác, mà họ đang phải thanh luyện mình để được hưởng vinh quang của Thiên Chúa. Và trong trong ba thành phần của hội thánh này thì chỉ có hai thành phần có thể lập công được, đó là các thánh và chúng ta, còn các linh hồn thì không thể lập công được, nên hoàn toàn trông cậy vào lời bầu cử của các thánh và lời cầu nguyện của mỗi người chúng ta. Tất cả các tín hữu dù còn sống hay đã qua đời, đang chiến đấu hay đang phải luyện tội, thì vương quốc tương lai mà Thiên Chúa hứa ban sẽ được khai mở khi Đức Giêsu trở lại. Lúc đó tất cả mọi người, kẻ sống cũng như kẻ chết, sẽ được tham dự vào sự sống lại của Đức Kitô nơi thân xác của họ. Vì chúng ta đã nên một với Đức Kitô nhờ được chết như người đã chết, thì chúng ta cũng sẽ nên một với người nhờ được sống lại như người đã sống lại. Đức Giêsu đã nói về sứ mạng cứu thế của Ngài khi chiến thắng tội lỗi và sự chết. Quả thật, đây là ý muốn của Cha tôi, đó là những ai thấy Chúa Con và tin vào người Con thì có sự sống đời đời, và ta sẽ cho họ trỗi dậy trong ngày sau hết. Đối với những người kém tin thì họ tin rằng chết là hết, chẳng có sự sống lại và cũng chẳng có sự sống đời đời. Chẳng cần cầu nguyện cho người chết. Chết đó là một sự đau khổ, là điều vô phúc. Và khi xuôi hai tay nằm xuống, còn hưởng thụ được gì nữa? Và đau khổ của cuộc đời là vô nghĩa, cần phải tránh. Chết là một sự trừng phạt đau đớn nhất, vì thần chết cướp đi tất cả sự sung sướng của cuộc đời. Và vì thế, cách sống đời này của họ sẽ là bao lâu còn sống, họ phải tìm đủ mọi cách để sống sung sướng và hưởng thụ ở đời này. Vâng, thưa quý bà chị em, đó là cái lối suy nghĩ của những người kém lòng tin, và họ chỉ sống cho cái cuộc sống ở trần gian này mà thôi. Ngược lại với những người đó thì niềm tin và lối sống của những người công chính, của những người luôn mong muốn được sống trong Chúa và muốn được Chúa làm chủ cuộc sống mình, họ tin rằng chết không hết, nhưng bắt đầu một cuộc sống trường sinh bất tử với Thiên Chúa. Người đã hứa sẽ xé chiếc khăn tang bao trùm muôn dân và chiếc màn đen bao trùm muôn nước, và Ngài sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần. Và như thế, chết là hạnh phúc,
là vượt qua những đau khổ nơi thân xác để được sống trong Chúa, và ngang qua những đau khổ trong cuộc đời là để chứng tỏ đức tin và tình yêu của con người dành cho Thiên Chúa. Sau khi chịu sửa dạy đôi chút, họ sẽ được hưởng ân huệ lớn lao. Quả thế, Thiên Chúa đã thử thách họ và thấy họ xứng đáng với người. Người đã tinh luyện họ như người ta tinh luyện vàng trong lò lửa và đón nhận họ như của lễ toàn thiêu. Và cuối cùng, phần thưởng của những người công chính sẽ là được kết hiệp với Thiên Chúa luôn mãi. Nếu họ chung phần đau khổ với Thiên Chúa ở đời này, họ sẽ chung hưởng vinh quang với Ngài ở đời sau. Những ai trông cậy vào người sẽ am tường sự thật. Những ai trung thành sẽ được người yêu thương và cho ở gần người, vì người ban ân phúc và xót thương những ai người tuyển chọn. Và vì thế, khi đến giờ được Thiên Chúa viếng thăm, họ sẽ được sáng như tia lửa bén nhanh khắp rừng sậy. Họ sẽ xét xử muôn dân và thống trị muôn nước, và Đức Chúa sẽ là vua của họ đến muôn đời. Vâng, thưa quý ông bà chị em, như chúng ta cũng đã biết, Đức Kitô chính là bánh trường sinh, là đấng cứu độ con người. Chính Chúa Giêsu đã bảo: "Chính tôi là bánh trường sinh, ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi không khát bao giờ." Và bí tích thánh thể là lương thực thần linh nuôi sống con người ngay từ khi còn ở đời này. Một khi đã được nếm thử lương thực thần linh, cuộc sống muôn đời thuộc về con người. Đức Giêsu đã cho con người được hưởng nếm trước lương thực thần linh và được chung hưởng sự sống muôn đời mà Thiên Chúa vẫn luôn dành sẵn cho con người. Và vì thế, điều kiện cần có để đạt được sự sống muôn đời đó là đứng trước Đức Kitô, con người có thể có hai thái độ: tin hay không tin. Và tùy thuộc vào hai thái độ đó, họ sẽ đạt được cuộc sống muôn đời hay bị hủy diệt muôn đời. Nếu ta thực sự đặt niềm tin vào Đức Kitô thì ta sẽ được sống muôn đời, vì tất cả những ai thấy người con và tin vào người con thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Chúng ta phải tin làm sao sống làm vậy. Đừng tin vào một đàn nhưng mà sống thì một nẻo. Đừng như những người muốn bắt cá hai tay, vừa muốn hưởng thụ đời này vừa muốn nước trời mai sau. Trong lễ cầu nguyện cho các linh hồn, chúng ta phải làm gì cho những người thân đã chết? Họ cũng là một phần của cuộc sống chúng ta. Làm sao chúng ta có thể có những gì chúng ta đang có nếu không nhờ sự đóng góp của họ về thân thể, về đức tin, kiến thức và tài sản vật chất? Chúng ta cần cầu nguyện, xin lễ và làm những việc lành để xin Thiên Chúa tha những hình phạt còn đang chịu. Việc cầu nguyện cho các linh hồn đó vừa là bổn phận của chúng ta là con cháu đối với ông bà tổ tiên, vừa là việc làm chứng tỏ chúng ta muốn chung hưởng cuộc sống mai này trên thiên quốc. Khi ta yêu thương các linh hồn là yêu thương chính chúng ta. Và khi đã hoàn tất giai đoạn thanh tẩy, họ sẽ nhập đoàn các thánh trên trời và sẽ bầu cử cho chúng ta khi tới phiên chúng ta phải chịu thanh luyện vì những lỗi phạm mà ta đã làm nơi trần gian này. Nguyện xin Chúa thứ tha và ban ơn giúp sức cho các linh hồn đang trong nơi luyện tội, và giúp chúng ta luôn biết chiến đấu, hiệp thông và cầu nguyện cho các linh hồn luôn. Vì có như thế, chúng ta mới có thể cảm thấy yên tâm mà kết hiệp với Chúa hơn. Vững tin rằng nếu ta thực sự đặt niềm tin vào Đức Kitô thì ta sẽ được sống muôn đời. Và sau khi hoàn thành cuộc sống ở trần gian, chúng ta hy vọng sẽ gặp được tất cả các linh hồn đã qua đời và sẽ sống với nhau muôn đời trên thiên đàng. Amen.